cậu bé Đồng Đồng, 4 tuổi bất ngờ nhìn thấy cảnh bố đang nằm trên người mẹ và không khỏi thắc mắc tại sao. Đợi đến tận bữa tối hôm sau, khi đang ăn cơm cùng cả gia đình, bé trai mới hỏi bố, bố ơi, tại sao bố lại nằm trên người mẹ? Bất ngờ nhận được câu hỏi thú vị của con, người cha không tỏ ra hoảng hốt mà rất nghiêm túc trả lời, bố mẹ muốn cho con có em để con không phải chơi một mình nữa. Nghe thấy lời giải thích đó của bố, cậu bé Đồng Đồng đã không còn quan tâm tới chuyện bố nằm lên người mẹ nữa mà chuyển hướng sang câu chuyện sắp có thêm em bé mới. Câu trả lời khôn khéo của bố mẹ khi con tò mò về giới tính sẽ giúp ổn định tâm lý cho con, hắn minh họa. Cách trả lời vừa khôn khéo vừa thẳng thắn của người cha nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi nó vừa khiến con hứng khởi vì biết sắp có thêm em bé, vừa không để con vỏi sâu những vấn đề mà chưa đến tuổi con nên biết. Câu trả lời thông minh của người bố được mọi người cho là đáng học hỏi bởi ở lứa tuổi lên 4-5, trẻ em rất tò mò nhất là về giới tính. Vậy cha mẹ nên giải đáp cho con như thế nào khi gặp phải câu hỏi nhạy cảm như vậy? Trả lời theo độ tuổi của trẻ. Trong độ tuổi 3-5, cha mẹ không cần nói quá nhiều khi trẻ đề cập tới vấn đề nhạy cảm này, miễn là giáo dục cho trẻ ý thức bảo vệ bản thân cơ bản như đâu là chỗ kín trên cơ thể, bộ phận của bé mà người lạ không được động chạm vào. Cha mẹ nên trả lời con về vấn đề nhạy cảm tùy theo độ tuổi của bé. Từ 5-10 tuổi, cha mẹ có thể giải thích cho con rõ ràng vấn đề hơn như việc mang thai, sảy thai và các vấn đề khác liên quan tới giới tính. Từ 10 tuổi trở lên, lứa tuổi này, cha mẹ nên cởi mở hơn và nói chuyện với con về giới tính nhiều hơn để trẻ có kiến thức phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, tự biết bảo vệ mình khỏi nạn ấn dâm. Không trốn tránh vấn đề nhạy cảm. Từ sau tuổi lên 5, cha mẹ không nên lảng tránh những câu hỏi nhạy cảm về giới tính của con. Bởi khi con đặt những câu hỏi như vậy nghĩa là con đã nghe thấy thông tin từ người khác hoặc nhìn thấy những hành động nhạy cảm. Hãy thẳng thắn trả lời con và tùy từng độ tuổi để nói sơ qua hay đi sâu vào vấn đề. Nếu cha mẹ không có câu trả lời đúng đắn, trẻ sẽ dễ hiểu sai vấn đề và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý.